Trong video này chúng ta sẽ viết một cái uh, chương trình uh, đơn giản để chúng ta có thể uh, bật tắt đèn LED uh, sử dụng cái uh, con Raspberry Pi Pico và phần mềm uh, Tony viết trên ngôn ngữ python uh, Con Pico mình mới mua về á, nó sẽ chưa có hàng chân thì nó sẽ có những cái lỗi thế này chúng ta sẽ hàng hai cái hàng uh, rào header vào đây. Thì uh, sau khi hẹn nó sẽ có dạng như thế này. À. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cắm cái uh, cái cô này vào bên trong cái red board theo cái lỗ cắm trên red board. Rồi chúng ta sẽ nối dây uh, dương uh, nói nối chân Vbus tức là chân 5V từ cái con uh, bài á vào cái dãy dây cộng này. Vì ở đây dãy này nó sẽ tương đương như lại là cộng 5V. Và nối chân ground vào cái dây trừ với màu xanh dưới đây. Thì dây này sẽ tương đương là ground 0V. Ở đây chúng ta sẽ bắt một cái đèn LED qua chân điện trở vào trong chân số 16 của con pico. Thì chúng ta có cái sơ đồ chân ở đây ha. Thì chân 16 là ở dưới cùng bên tay phải nè. Thì chúng ta sẽ mắc nó vào một cái đèn LED. Và chúng ta sẽ bật tắt cái đèn LED này. Tức là chân 16 qua một cái điện trở đến chân dương là cái chân dài của cái đèn LED á. Sau đó chân còn lại sẽ đấu với xuống rau Rồi chúng ta sẽ mở cái chương trình Tony lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm cái nút New này để tạo một cái file mới. Mình sẽ lưu cái file mới này mình sẽ bấm uh, sell ha bấm sell để lưu lưu vào máy tính để chúng ta có thể lưu lại bấm vào disk computer rồi sau đó chúng ta sẽ chọn tới cái đường dẫn mà chúng ta lưu cái uh, cái file này ví dụ mình lưu ở đây có file tên là light upload à, lưu file này các bạn tạo mới thì nó sẽ không hỏi tới nhà mình tạo rồi lưu đè lên thôi rồi Tiếp theo á để chúng ta có thể điều khiển cái cái chân số 16 trên con pico á thì mình sẽ import cái thư viện uh, uh, machine vào. Rồi mình sẽ gõ ha, mình sẽ gõ là import. machine. Tức là mình sẽ lấy được các chân mà digital của các chân của con pico theo cái cái sơ đồ này tức là mình sẽ gọi cái được cái chân của nó thì mình sẽ lấy chân số 16 tức là GB 16 sau đó mình sẽ tạo một cái biến là một cái biến led thì biến này nó sẽ không có kiểu dữ liệu trong micro thì sẽ không có kiểu dữ liệu biến led này nó sẽ bằng là machine chấm bin đó mình chấm pin thì mình sẽ gọi ra được cái cái chân tương ứng thì mở ngoặt ra sau đó là chân số 16 rồi cái kiểu của nó sẽ là output hay input thì mình sẽ gọi là machine chấm pin thì kiểu là input hay là output thì mình sẽ gọi là sẽ sử dụng kiểu là output tức là mình từ cái con con bico á mình sẽ ao cái tín hiệu ra cái chân 16 này là mức cao mức thấp ví dụ mức cao thì đèn led sáng còn mức thấp thì đèn led tắt rồi để gán giá trị cho cái biến led này á thì mình sẽ gọi cái biến này sau đó mình sẽ chấm value rồi mở ra bên trong này mình sẽ điền cái giá trị vào ví dụ như là mình điền là một tức là mức cao tức là nó sẽ cấp cái 3.3 v à, cho cái chân 16 này thì sẽ cấp vào trong cái đèn led à, rồi sau khi viết uh, xong code rồi, đó, mình sẽ sao lại, sao lại, rồi mình top cái chạy trước đó đi. Tiếp theo mình sẽ bấm cái nút uh, Run and Rip. Đó khi mình bấm nút này á, thì cái đèn LED này nó sẽ sáng lên. Tức là mình cấp mức cao thì LED sẽ sáng. Rồi bây giờ mình chuyển về không lại. Nếu chuyển về không á, thì uh, khi mình chạy á, đèn LED này nó sẽ sẽ tắt tức là mình sẽ gán giá trị cho đèn led là không là tương đương là mức thấp không volt thì đèn led này sẽ tắt còn một là mức cao thì đèn led này nó sẽ sáng lên ngoài ra mình còn có một cái hàm để mình đọc cái cái giá trị hiện tại của cái chân đó là mức cao hay mức thấp mức cao hay mức thấp thì ở đây mình sẽ khai báo một cái biến là B16 chẳng hạn <laughs> nó sẽ bằng là let chấm value value mà bên trong nó mình có giá trị có nghĩa là mình tập cái giá trị của cái chân đó của cái biến đó rồi sau đó mình sẽ in cái in cái cái b 16 này ra để xem về giá trị nó cao hay thấp rồi nếu mình tiến hành nạp code á thì hôm là giá trị là không có nghĩa là mình đã gán cho cái cái biến led này cái chân số 16 á là giá trị là không rồi bây giờ nếu mình sửa thành một thì lúc đó nó sẽ đọc được giá trị này là một đèn led này sáng lên và đọc giá trị là một à, vậy là video này đến đây là kết thúc trong video này các bạn đã biết được cái cách để chúng ta có thể um, điều khiển một cái đèn led thông qua thay đổi cái giá trị uh, uh, mức cao mức thấp của một chân trên cái con uh, Raspberry Pi Pico hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn